Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh. Nhất tâm niệm Phật, nhất thanh tâm. Một câu niệm Phật, nghiệp sạch trong. Thần thức nhẹ nhàng về cõi tịnh. Một câu niệm Phật, không phiền não. Phá tan tâm tối của ba đường. Hết lòng niệm Phật, hằng niệm Phật. Lòng an phước đến, chẳng mong cầu. Thật vậy, pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu và dễ hành trì nhất. Cho nên, mọi tầng lớp hay tất cả mọi người đều có thể tu được. Bởi lẽ, Đức Phật A-di-đà có lời thệ nguyện rằng: nếu có một ai niệm danh hiệu của Ngài cho đến nhất tâm bất loạn, trong chừng một niệm thì sẽ được Ngài rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật cũng có dạy rằng: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo. Chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thời gian thì trôi nhanh, dòng đời thì cứ cuốn hút theo sự luân chuyển của vô thường. Cứ chạy và chạy mãi, không biết bao giờ dừng lại được. Hãy để tâm thanh tịnh, quên đi những ưu buồn của cuộc sống, hòa cùng nhịp mõ hồi chuông, lắng đọng tâm tư để niệm Phật A-di-đà, tìm về tâm thức của người con Phật trong kiếp sống này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh. Nhất tâm niệm Phật, nhất thanh tâm. Một câu niệm Phật, nghiệp sạch trong. Thần thức nhẹ nhàng về cõi tịnh. Một câu niệm Phật, không phiền não. Phá tan tâm tối của ba đường. Hết lòng niệm Phật, hằng niệm Phật. Lòng an phước đến, chẳng mong cầu. Thật vậy, pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu và dễ hành trì nhất. Cho nên, mọi tầng lớp hay tất cả mọi người đều có thể tu được. Bởi lẽ, Đức Phật A-di-đà có lời thệ nguyện rằng: nếu có một ai niệm danh hiệu của Ngài cho đến nhất tâm bất loạn, trong chừng một niệm thì sẽ được Ngài rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật cũng có dạy rằng: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo. Chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thời gian thì trôi nhanh, dòng đời thì cứ cuốn hút theo sự luân chuyển của vô thường. Cứ chạy và chạy mãi, không biết bao giờ dừng lại được. Hãy để tâm thanh tịnh, quên đi những ưu buồn của cuộc sống, hòa cùng nhịp mõ hồi chuông, lắng đọng tâm tư để niệm Phật A-di-đà, tìm về tâm thức của người con Phật trong kiếp sống này.